The Forest xem là tòa căn hộ cùng với các căn duplex, penthouse cao cấp, thiết kế sang trọng. Tiện ích dịch vụ hoàn hảo, là khu phức hợp hiện đại và sang trọng nằm ngay Phạm Văn Đồng và Nơ Trang Long, ngay cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. The Forest xem có vị trí đắc địa ngay chân cầu Bình Lợi giao Phạm Văn Đồng và Nơ Trang Long, kết nối trực tiếp vào khu vực trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất. Sở hữu liên kết đắc địa với tuyến đường huyết mạch để di chuyển về sân bay nên rất thuận tiện di chuyển nhanh chóng tới quận 1, quận 3, Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình. Từ dự án The Forest xem Bình Thạnh dễ dàng đi đến cầu Bình Lợi, bến xe Miền Đông, Imart Gò Vấp. Sân bay Tân Sơn Nhất chỉ mất thời gian từ 3 đến 15 phút di chuyển. Xung quanh The Forest xem đều là khu dân cư và các tiện ích hiện hữu hình thành sẵn sàng. Cư dân sống tại chỉ cần bước vài bước chân là có đủ hết tiện ích từ cao cấp tới hàng quán bình dân. Tiện ích nội khu The Forest xem hoàn hảo của khu phức hợp thương mại dịch vụ hiện đại. Các tiện ích được bố trí ngay tại tầng trệt với không gian rộng mở, cảnh quan The Forest xem thiết kế tinh tế, lãng mạn như công viên, đường dạo, khu vui chơi trẻ em, nhà giữ trẻ, trung tâm thương mại, khu ẩm thực, spa, cà phê, quán ăn. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích tại tầng 10 mang lại sự an ninh, yên tĩnh và riêng biệt như công viên trung tâm, hồ bơi Skyview tràn bờ dành cho người lớn và trẻ em, gym, khu vui chơi trẻ em. The Forest xem Bình Thạnh với một lóc căn hộ cao 11 tầng nổi và 2 tầng hầm. Thiết kế với hành lang hai đầu thông thoáng lấy gió và ánh sáng tự nhiên cho từng ngóc ngách căn hộ. Mỗi tầng trong dự án có khoảng 7 căn hộ và được trang bị 2 thang máy và 2 thang bộ thoát hiểm. 2 tầng hầm thông minh được chuyên dựng để giữ xe, thiết bị kỹ thuật dự phòng và hồ bơi. Khối đế tầng trệt là lối vào chính của dự án, nơi đây cũng được xây dựng cho những dịch vụ tiện ích như phòng sinh hoạt cộng đồng, trung tâm mua sắm, siêu thị mini, phòng gym, yoga, thẩm mỹ viện, spa. Căn hộ The Forest xem Bình Thạnh mang phong cách kiến trúc hiện đại. Mỗi căn hộ được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế đến chi tiết mang lại sự riêng tư và gần gũi với thiên nhiên.